À, chơi cái này rất là sướng bởi vì nó là mới mà các nút bấm rất là nảy này. À, các bạn thấy không? Tôi gì phải mua một tay cũ. Tay cũ thì ở Việt Nam nó cũng cũng thay và sửa nút hết rồi. Và đây em mua mới luôn để chơi. Đó. Chào bác. Hôm nay dọn kho này ra cái cổ quý này. Ôi, nặng quá, cầm nặng lắm. Đây là một chiếc máy chơi game Sony PS3 nhá. Cái này thì là nhiều anh em bây giờ vẫn thích lắm bởi vì rất là nhiều game khủng. Ngày xưa em cái thời gian em còn đi học ấy, hồi còn đi học đại học ấy, em rất là mê những cái thiết bị chơi game. Thế này em có rất là nhiều, rất là đầy đủ luôn. Hôm trước thì em có con PSP giới thiệu cho các bác phát xóa vào một thời gian. Bây giờ đến cái này. Cái này thì em mới nghỉ chơi được khoảng 2 năm nay, 3 năm nay. Đấy, thì bây giờ lại móc ra và đem lên công ty cho anh em chơi. Nhưng mà rất tiếc, tay game có thứ em cho hết rồi. Đây, con này của em hình như là mã 2101 này, mọi người xem hack full này. Cứ cắm ổ cứng vào là chơi thôi. Đấy, bây giờ em phải chạy em thử nhé, mà tay mất hết rồi. Chỉ còn cái này, đó, giống tay Xbox chưa? À, nhờ cái này thì dùng cái này để cắm mà. À, tay này có máy tính và máy chơi điện thoại. Để lâu lắm rồi, không biết cắm nó lên hay không. Để em cắm nhé. Đó. Đây, rất là sáng điện này. Ok, chạy. Đây, bây giờ em đã cầm lên công ty cho anh em chơi rồi. Đấy. Đây. Em có cái ổ cứng này. Có máy in game. Đó, các bạn thấy không? Đồ Sony các bạn đó. Vắt xó mấy năm thì nó vẫn chơi ngon. Tiếc là bây giờ không còn tay nữa. Này đem cho anh em ở công ty chơi PES. Đá PES. Bóng đá hoặc là chơi một số game trong những lúc nghỉ ngơi giải trí. Bây giờ nó đang dịch rồi. Cũng không đi đâu được nhiều. Lúc mà ăn trưa, nghỉ trưa anh em ngồi chơi game thôi. Đó, em đã cài, ngày xưa em đã hack và cứ cắm một cứng vào chơi này các bạn thấy không? Rất là nhiều game này. Này có PES rồi này. Đó, Fantasy này. God của vua này. Nhưng mà cái tay này ấn hơi dở. Cái tay này ấn hơi dở. Và em có hỏi bây giờ là mua cái tay này như nào ấy, bao nhiêu tiền? Thì là ở ngoài người ta bán cái tay cũ 250. Mà tay mới thì 400-500. Mà đấy là chỉ là tay lại 2, không phải tay lại xịn. Bởi vì tay Sony xịn bây giờ chết đã có rồi. Thế nên là em thấy khá là cao. Mua một đôi thì hết tầm khoảng 800. Mới mà cũ thì khoảng 500, sao đắt. Mà lên Shopee nó rẻ lắm. Đấy nhá. Đấy các bạn, lên Shopee này. Search từ tay PSP này. À quên, tay PSP này. Rất là rẻ lắm. Đây ở Việt Nam mình thì bán cái cũ tầm khoảng 250. Đây, nhưng mà em thì nói thật những cái này thì mua ở nước ngoài thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Hay nói thẳng là mua Trung Quốc ấy. Đây em chọn là nơi bán nhá, em sẽ chọn là nước ngoài này. Thì nó rất là rẻ. Đây các bạn này, có thể thấy tay mà không có tên nó chỉ tầm khoảng 131.000 thôi đây. Tay có tên Sony nhá. Tay có hộp như Sony, tay này như ở Việt Nam đang bán các vị ở ngoài hàng đang chào em là tầm 450. Nhưng ở trên này em thấy chỉ có 150 một cái thôi. Đó. Đây này. Sony PS3 tay như này luôn. Và cũng rất là hay, em sẽ tìm một chỗ nào rẻ hơn không nhá. Và em sẽ đặt thử hai cái về để cùng anh em ở công ty chơi xem như nào. Xem có bằng được tay loại cũ ở Việt Nam hay không. Cũ ở Việt Nam thường là hay được quảng cáo là tay xịn. Đó, nhá. Đặt luôn. Đây. Sau khoảng 2 tuần 15 ngày thì hôm nay em đã nhận được, các bạn nhìn không? Số rất là khủng khiếp luôn và em đặt hai cái nhá. Em đặt hai tay và hai tay màu bạc bởi vì là ngày xưa hai tay chơi màu đen nên thêm màu bạc nó là đẹp, em đặt hai cái màu bạc. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đây. Tổng thiệt hại hết 305.000 hai cái tay. Đây, túi rất là to luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ship từ Trung Quốc nhá. Ship từ Trung Quốc này. Đây này, em phải che cái tên của em đi. Ship từ Trung Quốc này. Đấy các bạn nhìn là tay cầm chơi game PS3 không dây, cái đầu tút đó hai cái. Tổng giá hết 305.000. Ok, em bóc nhá. Đấy, ở bên Trung Quốc luôn có cái túi như này, không chứ em mua mấy cái đồ Trung Quốc về như là cái màn hình này hay là cái máy chơi game ấy, em mua toàn cái túi kiểu như này thôi. Đó là to hơn. Bóc nhá. Gói rất là cẩn thận luôn, các bạn nhìn nhá. Gói rất là cẩn thận luôn. Hai cái, rất là to. Đúng Sony chưa?
Siêu Sony rất là mờ đây, cái này là màu bạc. Hai cái màu bạc bởi vì là em đặt ở cái cửa hàng đấy nó tương đối là rẻ. Có tầm khoảng 150.000 trên 150.000. Nhưng mà nó lại không còn cái màu đen. Nó không có cái màu gì đẹp cả, bởi vì đấy chỉ còn màu vàng này, màu vàng mà nó trông nó xấu lắm. Nên này màu trắng. À, màu trắng hết rồi, màu vàng hay màu hồng. Em thích là thích cái màu trắng mà còn màu đen cơ, nhưng mà không còn nên em đặt hai màu bạc bởi vì là những cái màu kia xấu quá. Màu hồng thì anh em không chơi, không kéo mua về công ty trả anh em chơi. Và các bạn nhìn thấy không? Hai cái để giống hệt nhau đây. Cái hộp này thì bị bung mất rồi. Ở Trung Quốc người ta vận chuyển chắc nó khó đây. Đằng sau thì nó y như là cái hàng mà anh em có thể, các bác có thể ra ngoài hàng các bác mua y như luôn. Các bạn có thể nhìn thấy không? Sony này, PS3 này. Đua sốc bao wireless, có nghĩa là không dây nhá. Tất cả thông tin ở dưới này. Đây nó ghi tên này. Đó các bạn nhìn thấy không? Và 1 2 các nút ở chỗ này, y như tay xịn theo máy luôn. Đó, em nhớ không nhầm là hình như là cái hộp xịn có thời gian này như là màu đỏ, cái hộp màu xanh này y như cái ở trên Shopee người ta bảo căng nhảy. Bây giờ em bác thử xem thế nào nhá. Đó, cô ấy thì cũng đơn giản như vậy thôi, rất là hầm hố. Đấy, xé luôn. Đây, xé luôn. Nó không có dây theo luôn. Tưởng nó phải có cái dây sạc. Bởi vì là cái dây này nó dùng dây mini USB. Dây này khó kiếm này. Chắc em phải tìm lại nó có cái nào không thì nó cắm vào kia chưa được. Rất là nặng nha. Cầm tương đối giống tay xịn luôn. Đây. Có một tờ giấy giới thiệu hướng dẫn sử dụng hoàn toàn là bằng tiếng Anh, cảm giác rất là xịn. Đó. Qua nhìn thấy nhá. Như kiểu là địa chỉ là bảo hành cái gì đó ở Mỹ này. Đây, nhiệt độ sạc sạc vào là 5V, 500 mAh là nó sẽ sạc pin lithium. 610 mAh đấy, đầy đủ thông tin của tay nó là như thế. À bên tiếng Anh đây, tiếng Anh bên kia là tiếng Pháp. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Đó. Số điện thoại gọi để cho hỗ trợ đấy, cái tay này nó ghi là của Mỹ. Cái máy kia của em là hàng xuất Mỹ và cái tay của Mỹ luôn. Đằng sau có tem tiếp đầy đủ này. Đó, các bạn nhìn thấy là mã là CZU2U mà cảm giác nó rất là xịn nhá. Ăn thử này. Đó, nháy nháy này. Đó, cái này là mình phải cắm cái tay này vào, cái dây này vào cái máy thì máy PS3 thì nó mới nhận. Bây giờ em thử kết nối luôn cho các bạn, em bắt luôn hai cái nhé. Đây, cái này nó hộp nó vẫn còn nguyên. Bắt luôn đấy nhá. Không có dây, tiếc đấy là nó không có dây dây sạc tiếp theo. Rất là tiếc luôn này, không có dây sạc. Đó, các bạn nhìn nhá. Rất là đẹp, rất là chắc chắn này. Mới cứng luôn. Ok, bây giờ em sẽ kết nối với PS3 để chơi thử. Đây, sau khi lục loại ở trong kho thì nó ra một cái dây. Cái dây này không phải là dây của Sony. Dây này dây của một cái máy ảnh Canon thì phải. Đó. Ok, bây giờ em sẽ rút cái của cái tay này ra. À, cầm nhanh lên nào. Đây, một bạn tí sẽ chơi game cùng em. Và em sẽ cắm cái này vào. Đây, bật cái tay nào. Đây đã, tay của Sony đây. Cắm vào này. Cắm nút này này. Đây, nó nhận là tay 1 này. Và nó báo đang sạc. Em có lẽ là cái này đang hết pin mất rồi. Ok, nhận rồi nhá, nhận tay một này. Tay một cái này nào. Đây là cái thứ hai. Em sẽ đá pét luôn, ấn nút này. Đó, các bác nhìn thấy không, nó nhận tay hai này. Đó, tay hai nhá. Ok, tay hai này. Đó, đá pét. Ok. Nhìn ghế rồi, anh em mình chơi chặt pét rồi nào. Đây này. Đấy, gắn ra, cứ gắn ra. Em ấn đây, em gắn ra. Ấn được hả? Nó như nhau hết mà. Biết đâu? Không nhớ, không nhớ. Mà dùng là dễ mà, di chuyển này này. Dễ mà. Cướp bóng ở lúc nào này? Hình như là lúc này này. Đứng lên gần ở lúc đấy. Hoặc là nó x, à lúc ô vuông này. Hoặc x thì nó sẽ cướp. Ô vuông là xoẹt. Lâu lắm anh không đá.
Em bắn sang nhé, bắn sang, tay sang. Hai thằng đá khác độ. Cho nó đi. Anh sẽ chọn Juventus. Em phải đá ở nào? Tây Ban Nha gì? X. Đá luôn nha. Rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ em sẽ vào em đá thử mà. Em nói thật với các bác là chơi cái này rất là sướng. Bởi vì nó là mới mà. Các nút bấm rất là bắt đầu nảy này. À các bác thấy không? Còn gì phải mua một tay cũ. Tay cũ thì ở Việt Nam nó cũng cũng thay và sửa nút hết rồi. Và đây em mua mới luôn để chơi. Đó. À, cái này ở công ty thì anh em chơi khỏi suy nghĩ luôn. Vẫn là công ty cho mấy anh em chơi. Tay có rung luôn nhá. Tay rung luôn, để. Đó. Lần tiếp là cái TV này tiếng nó to quá. Nên khả năng em không dám mở tiếng. Mở tiếng nó hơi ầm ĩ một tí. Ok, rất tuyệt vời nhá.